Chào các em, học sinh lớp 6 đến với tiết học lịch sử và địa lý ngày hôm nay. Các em biết, ngày nay, kỹ thuật và công nghệ giúp chúng ta tìm kiếm đường đi một cách dễ dàng. Chỉ cần một thiết bị di động kết nối với Internet và với vài thao tác đơn giản, người tham gia giao thông sẽ được hướng dẫn chính xác nơi họ muốn đến. Tuy nhiên, ngay cả với công nghệ này, chúng ta vẫn cần đến bản đồ đường đi. Vậy, làm cách nào để chúng ta biết cách tìm được đường đi trên bản đồ? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu qua nội dung bài học ngày hôm nay. Bài 3. Tìm đường đi trên bản đồ. Nội dung bài học ngày hôm nay sẽ gồm 3 phần. 1. La mã phương hướng trên bản đồ. 2. Tỷ lệ bản đồ. 3. Tìm đường đi trên bản đồ. Và trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ tìm hiểu hai nội dung. Một la mã phương hướng trên bản đồ và phần hai la mã tỷ lệ bản đồ. Nội dung đầu tiên cô và các em cùng tìm hiểu là phần một la mã phương hướng trên bản đồ. Và đây là hình các hướng chính và hướng trung gian. Quan sát hình, em hãy xác định các hướng chính trên hình. Qua hình các hướng chính và hướng trung gian, các em sẽ xác định được 4 hướng chính. Đó là hướng Bắc, hướng Nam, hướng Đông và hướng Tây. Hướng Bắc thì nằm ở phía trên, hướng Nam nằm ở phía dưới, hướng Đông nằm bên tay phải và hướng Tây nằm phía bên tay trái. Ngoài 4 hướng chính thì các em còn xác định thêm được 4 hướng trung gian. Đó là hướng Đông Bắc nằm ở giữa hướng Bắc và hướng Đông, hướng Đông Nam, hướng Tây Nam và hướng Tây Bắc. Ở hình 3.1, các em sẽ xác định phương hướng trên hình. Thì tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em cách xác định phương hướng trên bản đồ. Đầu tiên là chúng ta sẽ biết cách xác định phương hướng trên bản đồ có hệ thống kinh vĩ tuyến sẽ thực hiện như thế nào. Và các em cùng quan sát hình bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản đồ này người ta đã thể hiện đầy đủ hệ thống kinh tuyến và vĩ tuyến. Và bây giờ các em hãy cùng xác định các hướng chính trên bản đồ này cùng với cô nhé. Đầu tiên, để xác định được phương hướng trên bản đồ có hệ thống kinh tuyến và vĩ tuyến, thì các em cần xác định phần giữa của bản đồ là trung tâm. Phía trên, kinh tuyến chỉ hướng Bắc. Phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng Nam. Bên phải của đường vĩ tuyến sẽ là hướng Đông. Và bên trái của vĩ tuyến sẽ là hướng Tây. Rồi, cô và các em đã biết cách xác định phương hướng trên bản đồ có hệ thống kinh tuyến và vĩ tuyến. Vậy, còn với những bản đồ không có hệ thống kinh vĩ tuyến, chúng ta sẽ xác định phương hướng như thế nào? Thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu phần tiếp theo. Đây là bản đồ 63 tỉnh thành Việt Nam. Và các em thấy trên bản đồ này không thể hiện hệ thống kinh vĩ tuyến. Vậy, cách xác định phương hướng trên những bản đồ không có hệ thống kinh vĩ tuyến sẽ được thực hiện như thế nào? Các em lưu ý, đối với những bản đồ không thể hiện lưới kinh vĩ tuyến, chúng ta cần dựa vào kim chỉ nam hoặc mũi tên chỉ hướng Bắc để xác định hướng Bắc và sau đó sẽ tìm các hướng còn lại. Đối với bản đồ 63 tỉnh thành Việt Nam thì các em lưu ý, kim chỉ nam là cái hình phía trên góc bên tay trái của bản đồ. Và từ hình kim chỉ nam này, chúng ta sẽ xác định được các hướng chính trên bản đồ là phía trên là hướng Bắc, ở dưới hướng Nam, bên phải là hướng Đông, bên trái là hướng Tây. Và ở dưới là cô đã thể hiện hai hình, đó là hình kim chỉ nam và hình mũi tên chỉ hướng Bắc. Có những bản đồ người ta không thể hiện kim chỉ nam, thì người ta để một mũi tên chỉ hướng Bắc theo hướng đi lên. Và từ một mũi tên hướng Bắc này,
các em có thể xác định được các hướng còn lại trên bản đồ. Tiếp theo, cô và các em cùng làm một bài tập để giúp các em biết cách xác định phương hướng trên bản đồ. Dựa vào hình 3.4, em hãy xác định vị trí của Hội trường Thống Nhất hay còn gọi là Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, nhà hát thành phố, nhà thờ Đức Bà. Và em hãy cho biết Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía nào của Hội trường Thống Nhất và bảo tàng nằm ở phía nào của chợ Bến Thành. Đầu tiên, chúng ta cần phải xác định được vị trí của 4 địa điểm: Hội trường Thống Nhất, chợ Bến Thành, nhà hát thành phố và nhà thờ Đức Bà. Nhìn vào hình, các em dễ dàng xác định được vị trí của Hội trường Thống Nhất, chợ Bến Thành, và chợ Bến Thành được ký hiệu bằng chữ C, nhà hát thành phố và nhà thờ Đức Bà. Ý thứ hai, em hãy cho biết Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía nào của Hội trường Thống Nhất. Thì trước khi làm ý thứ hai này, các em cùng quan sát ở phía trên của tấm bản đồ và bên góc tay phải có một cái kim chỉ nam chỉ phương hướng, và các em thấy được rằng mũi tên chỉ hướng đi lên đó là hướng bắc, phía dưới đó là hướng nam, bên phải là hướng đông và bên trái sẽ là hướng tây. Thì đầu tiên các em cần xác định vị trí của Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, và đây cô đã dùng vòng tròn màu đỏ để xác định vị trí của bảo tàng. Và các em sẽ xác định xem bảo tàng nằm ở hướng nào của Hội trường Thống Nhất. Từ Hội trường Thống Nhất, các em sẽ xác định được các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây. Và từ đây, chúng ta thấy được rằng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía Đông của Hội trường Thống Nhất. Tương tự, từ điểm trung tâm của chợ Bến Thành, các em cũng xác định được 4 hướng chính Bắc, Nam, Đông, Tây. Và Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nằm ở hướng Bắc của chợ Bến Thành. Để xác định phương hướng thì chúng ta sẽ dựa vào hệ thống kinh vĩ tuyến trên bản đồ hoặc dựa vào kim chỉ nam, mũi tên chỉ hướng Bắc để xác định. Nhưng còn ở ngoài thực tế, con người muốn xác định phương hướng trên bản đồ thì họ sẽ dùng la bàn để xác định. Và đây là hình ảnh la bàn mà con người dùng để xác định các phương hướng ở ngoài thực tế. Dung chính của phần 1 La Mã, các em cần phải xác định được các hướng chính và hướng trung gian. Các em cần nhớ, chúng ta sẽ có 4 hướng chính, đó là hướng Bắc, Nam, Đông, Tây. Và các hướng trung gian đó là hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam và Tây Nam. Các em cần phải thuộc được các hướng chính và các hướng trung gian này để sau này chúng ta sẽ làm bài tập rất là dễ dàng. Các em đã tìm hiểu xong phần 1 La Mã, phương hướng trên bản đồ. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu phần 2 La Mã, tỷ lệ bản đồ. Trước khi tìm hiểu về tỷ lệ bản đồ, các em cần phải nhớ lại khái niệm bản đồ là gì. Phần này, cô đã hướng dẫn các em ở tiết học trước rồi. Bản đồ chính là một hình vẽ thu nhỏ, tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất. Và để thu nhỏ được một khu vực trên thực tế hay toàn bộ bề mặt trái đất lên một cái hình vẽ, thì người ta bắt buộc phải dùng đến tỷ lệ bản đồ. Vậy, tỷ lệ bản đồ là gì nào? Theo như nội dung trong sách giáo khoa, thì các em sẽ hiểu được tỷ lệ bản đồ chính là tỷ số giữa khoảng cách trên bản đồ với khoảng cách trên thực địa, hay còn gọi là khoảng cách trên thực tế. Giới thiệu cho các em khái niệm tỷ lệ bản đồ. Và tiếp theo, các em hãy dựa vào nội dung mục 2 La Mã sách giáo khoa, em hãy cho biết tỷ lệ bản đồ cho ta biết được điều gì. Phần này rất là đơn giản. Như nội dung trong sách thì các em sẽ biết được tỷ lệ bản đồ sẽ cho biết mức độ thu nhỏ của khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách trên thực địa.
hay nói một cách đơn giản hơn là tỷ lệ bản đồ sẽ cho ta biết được bản đồ đó đã bị thu nhỏ bao nhiêu lần so với ngoài thực tế. Và tỷ lệ bản đồ thường được thể hiện bằng mấy dạng, đó chính là những dạng nào? Để thể hiện tỷ lệ bản đồ, người ta sẽ dùng hai dạng tỷ lệ, đó là tỷ lệ thước và tỷ lệ số. Vậy tỷ lệ thước và tỷ lệ số như thế nào? Cô và các em cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên là tỷ lệ số. Đây chính là một phân số, luôn có tử là số 1. Mẫu số càng lớn thì tỷ lệ bản đồ càng nhỏ và ngược lại. Như các em thấy ở đây, cô có 3 tỷ lệ. 1 phần 20.000, 1 phần 40.000 và 1 phần 100.000. Thì các em sẽ thấy rằng tỷ lệ 1 phần 20.000 sẽ lớn hơn 1 phần 40.000 và 1 phần 40.000 lại lớn hơn 1 phần 100.000. Các em luôn luôn nhớ mẫu số càng lớn thì tỷ lệ bản đồ càng nhỏ và ngược lại nha. Và ngoài ra, khi thể hiện tỷ lệ bản đồ trên một tấm bản đồ, người ta thường ghi bằng cách là sử dụng dấu hai chấm như là dấu chia. Ví dụ như 1 chia 100.000. Đây là một cách viết khác của tỷ lệ bản đồ. Và 1 chia 100.000 sẽ có ý nghĩa là 1 cm trên bản đồ sẽ bằng với 100.000 cm trên thực tế. Và con số đứng phía sau dấu chấm bao giờ cũng là khoảng cách trên thực tế và được tính bằng đơn vị là cm. Tiếp theo, tỷ lệ thước chính là tỷ lệ được vẽ cụ thể dưới dạng một thước đo tính sẵn. Có nghĩa là phía dưới mỗi bản đồ người ta sẽ thể hiện một cây thước đo tính sẵn. Và đây là một ví dụ. Và mỗi đoạn trên thước đều ghi số đo độ dài tương ứng với thực tế. Và khi nhìn trên hình, chúng ta thấy đoạn thước này bắt đầu từ số 0 cho đến số 300. Có nghĩa và từ số 0 đến số 300 được chia thành 4 đoạn nhỏ. Và mỗi đoạn nhỏ như vậy sẽ tương ứng với lại 75 mét trên thực tế. Sau đây sẽ là một bài tập về tỷ lệ bản đồ. Đây là bản đồ hành chính nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các em thấy tỷ lệ của tấm bản đồ này được thể hiện ở phía dưới của tấm bản đồ. Và quan sát bản đồ, em hãy cho biết bản đồ có tỷ lệ là bao nhiêu. Câu hỏi này rất là đơn giản. Nhìn vào hình, các em sẽ thấy được rằng bản đồ có tỷ lệ là 1 chia 9 triệu, hay nói cách khác là 1 phần 9 triệu. Vậy 1 cm trên bản đồ sẽ tương ứng với bao nhiêu cm hoặc mét trên thực tế? Như hồi nãy cô đã nói rồi, số 1 luôn luôn thể hiện khoảng cách trên bản đồ và con số phía sau dấu chấm luôn luôn thể hiện khoảng cách trên thực tế với đơn vị là cm. Thì khi dựa vào tỷ lệ này, các em sẽ thấy được rằng 1 cm trên bản đồ tương ứng với 9 triệu cm trên thực tế. Và khi đề bài hỏi tương đương với bao nhiêu mét thì các em sẽ đổi từ đơn vị cm ra mét. Vậy, đối với bản đồ này, 1 cm trên bản đồ sẽ tương ứng với 90.000 mét trên thực tế. Là bài tập tính khoảng cách. Để tính khoảng cách trên thực địa dựa vào tỷ lệ bản đồ, chúng ta cần thao tác các bước như sau. Bước 1, các em sẽ dùng thước để đo khoảng cách giữa hai điểm trên bản đồ. Bước 2, em sẽ đọc độ dài đoạn vừa đo được, hoặc các em sẽ ghi chú lại vào giấy nháp xem độ dài đoạn vừa đo được là bao nhiêu cm. Bước 3, dựa vào tỷ lệ bản đồ, các em sẽ tính được khoảng cách trên thực địa.
và sau đây là một ví dụ. Một bản đồ có tỷ lệ 1 chia 15.000. Độ dài đo được giữa hai điểm A và B trên bản đồ là 5 cm. Vậy khoảng cách trên thực tế của hai điểm A và B là bao nhiêu cm? Bài tập này, nếu như các em hiểu được tỷ lệ bản đồ là gì, các em sẽ làm một cách rất là đơn giản. Và sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em làm. Đầu tiên, các em phải xác định được bản đồ có tỷ lệ là 1 chia 15.000 và độ dài từ điểm A đến điểm B trên bản đồ đề bài cho chúng ta là 5 cm. Vậy, với tỷ lệ bản đồ là 1 chia 15.000 thì ta sẽ có được 1 cm trên bản đồ bằng 15.000 cm trên thực tế. Vậy thì 5 cm trên bản đồ sẽ bằng bao nhiêu cm trên thực tế? Để xác định được 5 cm trên bản đồ bằng bao nhiêu cm trên thực tế, các em sẽ lấy 5 nhân cho 15.000 và sẽ ra kết quả là 75.000. Vậy, khoảng cách trên thực tế của hai điểm A và B là 75.000 cm. Tùy theo yêu cầu của đề bài, các em sẽ đổi ra đơn vị là mét hoặc km. Cô và các em đã tìm hiểu hai nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Và sau đây là phần nội dung ghi bài. Các em lưu ý nhớ ghi bài đầy đủ vào trong tập của mình. Bài 3. Tìm đường đi trên bản đồ. Một la mã phương hướng trên bản đồ. Hai la mã tỷ lệ bản đồ. Là phần về nhà. Như những ở tiết học trước, các em về nhà nhớ ghi bài vào tập và học bài, xem trước nội dung phần 3 của bài 3. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.